Tử Vi xem tướng xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật 10 câu nói ngấm đến tận xương, nghe mỗi tối, cuộc đời bạn dù khổ mấy cũng thay đổi. 1. Người biết đủ thì dù nghèo vật chất nhưng vẫn giàu có về tâm hồn. Người tham lam thì dẫu tiền nhiều nhưng tâm lại nghèo khó. Đây chính là điều mà cổ nhân thường nói, biết đủ là vui. Niềm vui xuất phát từ nội tâm mới là niềm vui tự tại và lâu bền nhất. Tuy tài sản không nhiều, thu nhập cũng chẳng cao, nhưng tâm thường an lạc, không điều lo lắng. Con người sống là nhờ tâm hồn phong phú mới chính là tài sản quý giá nhất. 2. Đời người chỉ có 3 ngày. Người mê nguội sống ngày hôm qua, người hy vọng sống ở ngày mai, chỉ có người sáng suốt mới sống ở hiện tại. Ngày hôm qua thì đã qua mất rồi, nó chính là tấm vé tàu hết hạn. Ngày mai thì vẫn chưa đến, vé có rồi thì cũng chẳng thể đi. Vậy nên chỉ có thể sống ngày hôm nay mới là thực tại. 3. Làm người thì sống không cần so đo, kỳ kèo. Khi so đo kỳ kèo với người khác cũng chính là lúc bạn tự mua phiền chuốc giận cho bản thân. Có câu đời người chẳng quá trăm năm, truy cầu vạn tuế tự tâm muộn phiền. Vậy nên vạn sự tùy tâm, nhất tiếu giải ngàn sầu. Đời người ai cũng biết chẳng thể sống quá trăm năm, nhưng lại cứ truy cầu thiên thu vạn tuế. Đây là tự lừa dối chính mình. Sau cùng chuốc lấy khổ đau, vạn sự tùy tâm, vui buồn do mình tự định. Một nụ cười ngàn ưu phiền tan biến. 4. Làm người sống đơn giản mới là minh trí. Chỉ cần hiểu được vì mình mà sống, vì tốt mà sinh, vì hạnh phúc mà làm. Truy cầu càng ít, tự do càng nhiều, xa hoa càng ít thì thoải mái càng nhiều, hạnh phúc càng thăng hoa. 5. Thêm một phần vui vẻ, ắt giảm một phần ưu tư. Thêm một phần chân thật, ắt giảm một phần giả dối. Thêm một phần nhàn rỗi, ắt giảm một phần bận rộn. Ba chữ thêm, ba chữ giảm này đối với mỗi người, nó đều vô cùng quan trọng. Ai hiểu được thì một đời thân tâm thanh thản, niềm vui trường tồn. Người già cũng có thể làm cho cuộc sống của mình thư nhãn, thoải mái, biết tự chủ về sau, lấy thiện đãi chính mình. 6. Bớt nghĩ, rảnh nhiều, thân bận, tâm rảnh. Đời người có thể làm được 8 chữ này thật không phải việc đơn giản. Mấu chốt chính là ở chữ rảnh kia. Người già, cuộc sống có hạnh phúc an lạc hay không cũng chính là nhờ vào chữ rảnh tâm. 7. Học cách thay đổi thái độ bản thân để thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau. Con người chúng ta đôi lúc ước rằng giá mà thời gian có thể quay lại, khi đó sẽ thay đổi thái độ đối xử với rất nhiều sự việc. Và tin chắc chắn rằng chỉ cần thay đổi một chút thái độ thì sự việc sẽ tốt hơn. Đời luôn là như vậy, qua rồi mới thấy hối tiếc. Vậy sao không sửa sai ngay phút ban đầu này? 8. Nhân sinh như mộng. Đời người suy cho cùng cũng chỉ là một sân khấu lớn mà ở đó, mỗi người chúng ta lại là những diễn viên. Mỗi người đều có những theo đuổi, truy cầu của riêng mình. Người cầu danh, kẻ cầu lợi, người thích nhà lầu, người thích siêu xe. Còn có người lại truy cầu phong hoa tuyết nguyệt. Sáng uống trà thưởng hoa, trưa cơm cả dưa muối, tối đối ẩm ngâm thơ. Niềm vui thanh tao đạm bạc cũng gọi là khả dĩ. 9. Bởi vì cuộc sống đơn giản mang cho ta nhiều cơ hội và thời gian để lắng nghe tiếng chuông reo suối chảy, hoa nở mưa rơi, cảm nhận sức sống tự nhiên tươi đẹp. Làm người được thưởng thức vẻ đẹp của đại tự nhiên chính là điều may mắn của cuộc đời. Bởi đời người hỏi mấy ai có được cuộc sống như vậy? Duy chỉ có theo đuổi cuộc sống đơn giản mới có được điều đó. 10. Khi tâm cảnh đơn giản thì cuộc sống cũng trở nên đơn giản. Có thêm nhiều thời gian hưởng thụ cuộc sống, làm người sống phức tạp không khó. Khó chính là sống sao cho đơn giản. Ông cha ta có câu, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy, ăn cơm nước cáy thì ngáy o o. Kẻ ngày ngày sớm tối bon chen sơn hào hải vị thì trăm năm cũng một kiếp người.
người ung dung sớm tối dư cả, cũng một đời, hai cái 50 có lẻ. Sống phức tạp chính là khởi nguồn của vạn sự u sầu, thân tiều tâm khổ. Vậy nên, đôi khi người tưởng thông minh mà hóa ra lại dại, kẻ tưởng dại mà hóa lại khôn, cũng chính là ở chỗ này. Khi đối diện với lằn danh sinh tử, rất nhiều người đều có chung những niềm hối tiếc giống nhau. Bất kể họ từng làm nghề gì, địa vị xã hội ra sao, chính là con chim sắp chết, tiếng kêu bi thương, con người sắp chết thì lời nói thật. Sau đây là 10 điều hối hận lớn nhất hầu như ai cũng phải có một lần thốt lên trong cuộc đời. 1. Ước gì tôi đủ can đảm sống một cuộc đời đúng nghĩa cho bản thân mình. Đây là một trong những điều hối tiếc lớn nhất, phổ biến nhất. Rất nhiều người đến tận khi sắp lâm chung trên giường bệnh mới thấy hóa ra cả cuộc đời mình là sống hộ người khác, là sống thừa. Đó không phải cuộc đời của chính họ, đó là cuộc đời mà mọi người mong muốn ở họ. Không thể tự chủ cuộc đời của chính mình, họ đã đánh mất đi quá nhiều ước mơ, khát vọng, quên đi những điều giản dị mà hạnh phúc chân thành ấm áp. Họ mãi chỉ chạy theo làm hài lòng người khác, sống một đời ốc mượn hồn. Vậy chẳng phải đau đớn lắm sao, bi thương lắm sao? 2. Ước gì tôi đừng quá ham công tiếc việc. Tuổi tráng niên, người ta chính là chí khí sung mãn, nhiệt huyết tràn trề, tâm tính khoáng đạt, luôn muốn phấn đấu nỗ lực một phen. Nhưng nhiều người quá mải mê công danh sự nghiệp, rơi vào vòng danh lợi thị phi mà quên mất những hạnh phúc giản dị bên mình. Họ không thể quan tâm giáo dưỡng con cái trưởng thành, không còn thời gian chăm sóc người thân cha mẹ, thậm chí không thể tự cho mình một phút nghỉ ngơi. Chỉ cần có thể dứt ra khỏi công việc một giờ, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ phong phú và tươi đẹp hơn rất nhiều. Bạn sẽ cảm nhận được nhành hoa trước ban công nhà đang bừng nở dưới ánh bình minh. Nhắm khẽ mắt để thấy gió lùa trong tóc, hít hà mùi đất ẩm sau cơn mưa rào mùa hạ. Bạn thấy đấy, cuộc đời sẽ đẹp biết bao nhiêu. 3. Ước gì tôi đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình. Kìm nén cảm xúc, không để lộ cho người khác biết tâm sự của mình, đôi khi không phải điều tốt. Nhiều người thường khép kín mình, ít giao tiếp chia sẻ, bày tỏ cảm xúc để sống yên ổn với người khác. Nhưng cảm xúc kìm nén lâu ngày dễ trở thành thứ tình cảm tiêu cực, bi ai. Không nói ra lời thì trong lòng phẫn uất, có lời không nói được thì tâm trạng bất an, cơ thể suy nhược. Những người này chính là yêu ghét giận hờn, cũng cố nén vào tâm, không dám thể hiện ra bên ngoài. Bề ngoài nhìn họ nhu mì, lành tính, nhưng kỳ thực trong tâm như có bão nổi sóng cồn. Họ sống nhạt nhòa, đó không phải cái ung dung khoan dung của bậc quân tử, mà là sự tự ti yếu hèn của kẻ tiểu nhân. 4. Giá như tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè. Người ta thường không nhận ra giá trị thực sự của những người bạn cũ cho đến thời điểm vài tuần lễ trước khi qua đời. Nhưng khi ấy, người nam kẻ bắc biết đâu mà tìm. Bạn cũ cũng lần lượt rời đi, già yếu mệt mỏi qua năm tháng. Hỏi còn mấy ai là tri kỷ tương phùng. Nhiều người vì quá lo vun vén cho cuộc đời riêng của mình mà để tuột mất những tình bạn vàng. Trước khi lìa đời, không bạn đưa tiễn, cảm giác thật thống khổ làm sao. Vậy nên nếu có bạn bè, hãy biết trân quý, gặp gỡ nhau dù chỉ là vài tháng một lần. Kể cho nhau nghe nỗi lo toan cuộc đời, uống một tách trà thơm và mơ màng trở lại thời thơ trẻ. 5. Giá như tôi để bản thân mình sống vui vẻ hơn. Nhiều người vẫn mãi không nhận ra rằng hạnh phúc chính là một sự lựa chọn. Trang Tử, khoảng thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, là một triết gia có vị trí rất lớn trong lịch sử tư tưởng Á Đông. Ông và Lão Tử chính là những người khai sáng đạo gia, một phương pháp tu luyện có ảnh hưởng hàng nghìn năm sau. Trong Liệt Ngự Khấu có kể lại rằng lúc Trang Tử hấp hối, các môn sinh bàn với nhau sẽ hậu táng cho ông. Ông nghe được báo, đừng, ta đã có trời đất làm quan quách, mặt trời mặt trăng làm ngọc bích, tinh tú làm ngọc châu, vạn vật sẽ đưa ma ta, như vậy đổ tang,
ta chẳng đủ rồi sao? Có phải thêm gì nữa? Môn sinh đáp, chúng con sợ quạ và diều hâu sẽ rìa xác thầy. Trang tử lại bảo, trên mặt đất thì bị quạ và diều hâu rỉa, ở dưới đất thì bị kiến và sâu đục. Tại sao các con lại thiên vị, cướp của các loài ở trên mà đem cho loài ở dưới? Trước cái chết, vì sao Trang tử lại có thể dí dỏm đến như vậy được chứ? Đến khi lâm chung, họ vẫn vui vẻ thoải mái mà đón nhận cái chết như một điều tất yếu. Chính là không oán, không hận, không tiếc rẻ. 6. Không nỗ lực hết mình khi còn trẻ. Tuổi trẻ chỉ có một lần, nên nhiều người quan niệm rằng hãy cứ thoải mái làm những điều mình muốn, để khi về già, không cần phải nuối tiếc. Làm những điều mình muốn, nhưng phải là những gì giúp ích cho bản thân. Rất hiếm, những người trẻ nhận ra điều này khi chưa trải qua sóng gió cuộc đời. Hầu hết đều cố gắng ăn chơi trác táng, cho bằng bạn bằng bè, ngông cuồng, chìm đắm trong những cơn cám dỗ mê hoặc. Cứ thế, cả một đời trôi qua mang đầy nuối tiếc. Sức trẻ còn dồi dào mà không biết tận dụng để làm những việc có ích khi về già. Hối hận cũng không đủ bù vào những mất mát ấy. 7. Không có định hướng cho bản thân. Định hướng bản thân rất quan trọng vì đó là quyết định chính xác nhất cho cuộc đời cả cuộc đời bạn. Nhưng không phải ai cũng làm được vì đến bản thân mình muốn gì còn chẳng biết, làm sao định hướng được cho bản thân. Sống trong một nền văn hóa đã quen bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, vậy nên định hướng bản thân chắc có lẽ là một khái niệm còn khá xa lạ. Và lại, định kiến, dư luận xã hội vẫn còn nặng nề, nên những thói quen cũ vẫn cứ tiếp tục diễn ra. 8. Không biết giáo dục con cái. Lẽ tất yếu, con cái là tất cả tài sản đối với bố mẹ. Chính thế mà hầu hết bố mẹ chấp nhận, hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả đau thương và tủi nhục để dành cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, bố mẹ cũng không muốn con động tay động chân, nâng niu từng chút một, bao bọc trong nhung lụa, chiều chuộng hết mực. Chỉ cần con cái sung sướng thì bố mẹ có phải chịu khổ đến mấy cũng không sao cả. Nhưng tình yêu ấy lại chỉ khiến đứa trẻ trở nên ngày càng ích kỷ, yếu đuối và sẵn sàng đổ lỗi cho người khác. Nhiều bố mẹ vì muốn con cái mình mai sau phải giỏi giang tài năng, làm ông nọ bà kia để nở mày nở mặt với họ hàng, nên cách duy nhất mà bố mẹ thấy đúng đắn là thúc ép, ép con học hành. Càng ngồi trên bàn học nhiều giờ đồng hồ, chứng tỏ là con chăm chỉ có ý chí, rồi lại cả thúc ép con học thêm học nếm, học tràn lan mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của con. Cách giáo dục như vậy chỉ càng khiến con áp lực căng thẳng ở cái tuổi đáng nhẽ ra phải vui chơi, khám phá thế giới và học cách sống. Bố mẹ nào chẳng yêu con hết mực, nhưng yêu thế nào cũng cần phải học. 9. Không biết trân quý bạn đời. Người ta có nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng người ta đâu có biết nên vợ nên chồng đã là một cái duyên trời định. Những người yêu nhau, nguyện thề bên nhau lẽ dĩ nhiên vì tình yêu, còn khi kết hôn trân trọng nhau phần nhiều âu cũng là vì chữ nghĩa. Say rồi mới biết rượu nặng, yêu rồi mới biết tình nặng. Đánh giá về một phương diện tình cảm, nhiều người cho rằng khi có được rồi thì thường không biết trân quý, có không giữ nên khi vụt mất mới tiếc nuối khôn nguôi. 10. Không biết cách yêu thương bản thân. Để yêu người khác đúng cách, tốt nhất chúng ta nên học cách yêu thương chính bản thân mình. Có biết quý trọng bản thân, biết chăm sóc bản thân thì mới thấy yêu một người thật khó. Bước đầu tiên nên đầu tư vào bản thân mình chính là đầu tư vào sức khỏe, bởi lẽ có đống tiền cũng chẳng thể mua được sức khỏe đâu. Một cơ thể ốm yếu chỉ vì thời tiết giao mùa mà cũng ngã bệnh thì giàu đến đâu cũng chỉ tốn tiền vào chữa bệnh. Nhưng chẳng có mấy người khi còn trẻ dành một sự ưu tiên đặc biệt cho sức khỏe của mình. Ấy vậy nên có lúc trẻ cứ ăn uống vô độ, thức đêm thức khuya, đến khi về già mắc đủ thứ bệnh rồi mới chắc mình chẳng còn ích gì nữa. 10 điều tổ tông lưu lại, dù bạn giàu hay nghèo, hãy nghe dù chỉ một lần. Người ta thường nói rằng cái gì quá cũng không tốt, vậy nên 10 điều quá sau đây được cố nhân coi là đại kỵ trong đời,
ai cũng cần phải biết. Một, tham vọng quá lớn, dễ mất mạng. Câu người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, có nghĩa là một số người tham vọng vô độ thì sẽ mất mạng. Phúc báo đều nhờ tu dưỡng tâm tính mà có, chứ không phải giành giật mà nên. Chỉ cần âm thầm nỗ lực không ngừng, sẽ có ngày bạn nhận được phúc báo mà chính mình cũng không thể ngờ tới. Chúng ta thử nhìn lại xem cổ nhân định nghĩa như thế nào về chữ dục. Chữ dục, dục vọng, gồm chữ tâm, chữ cốc, thung lũng và chữ khiếm, khiếm khuyết, thiếu hụt. Đại ý nói rằng dục vọng cá nhân chính là lòng tham vô đáy, chẳng thể nào thỏa mãn cơn đói khát. Vậy nên người ôm giữ dục vọng thường dốc nhiều tinh lực, tâm huyết theo đuổi lợi ích cá nhân. Họ có thể vì lợi ích bản thân mà không màng tới việc gây tổn hại cho người khác. Nhưng hại người lại chính là tự đào huyệt chôn mình. Người không trị thì cũng có trời trị. Vậy nên những người có tham vọng quá lớn thường dễ mất mạng. Khi mạng sống mất đi mới biết rằng những danh, lợi, tình mà mình nhọc công tranh đoạt lại chỉ như mây khói bay, như trăng nơi đáy nước. Thứ mất đi là mãi mãi, thứ đạt được chỉ là hư không. Những lời răn dạy của cổ nhân được truyền tụng qua bao đời vẫn luôn là thước đo đúng đắn để con người noi theo. Chung quy vẫn là dẫn dắt nhân tâm hướng thiện, từ bỏ tham vọng và theo đuổi lợi ích cá nhân. Khi coi nhẹ danh lợi, nhìn thấu được mất cõi thế gian, con người mới có thể thoát khỏi vòng xoáy hủy nội, ai lạc, mới có thể lắng lại lòng mình, vui hưởng cuộc sống bình an. 2. Khoác lác dễ thất tín. Con người luôn có khát vọng mãnh liệt về việc thể hiện bản sự của mình. Nếu được người khác đánh giá là người ưu tú thì sẽ vô cùng hãnh diện và mãn nguyện. Nhưng những người bất tài, không có thực lực vì tài khoác lác mà có thể leo cao lại không thể làm tròn chức trách của mình. Nhẹ thì sẽ gây thất tín với người, nặng thì mang lại họa nạn cho dân, cho nước. Người ưu tú không phải là kẻ ăn trên ngồi chốc, hưởng cuộc sống vinh hoa vì tài năng hơn người, mà tài năng ấy phải đi đôi với đạo đức, là người vừa có tài lại có đức, như bậc quân tử lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Nếu ai cũng hiểu được hàm nghĩa sâu xa mà cổ nhân muốn gửi gắm, ắt hẳn sẽ không hoang hoang, khoác lác mà thất tín với thiên hạ và tự rước họa vào thân. 3. Vui quá dễ lỡ lời. Chúng ta thường nghe câu, rượu ngon uống lắm cũng say, người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm. Nói nhiều không chỉ gây cảm giác nhàm chán, khó chịu cho người khác, còn khó tránh khỏi đắc tội với họ vì lỡ lời, đặc biệt là khi cao hứng lại càng thêm kiềm chế bản thân. Bởi muốn chia sẻ niềm vui nên mới mong lan truyền rộng điều đó. Nhưng cần chú ý rằng tâm có thể phấn chấn, nhưng lời vẫn phải giữ gìn sự trầm tĩnh, bình ổn. Bởi lẽ niềm vui của bạn có thể vô tình khiến người khác chạnh lòng khi nghĩ về sự kém may mắn của bản thân. Vậy nên đừng vì phút cao hứng mà biến mình thành diễn viên chính trên sân khấu. Hãy nhường sân khấu lại cho những người khác để họ cũng được tỏa sáng. Hãy nói ít lại và khiêm tốn hơn sẽ giữ được hòa khí của đôi bên. 4. Phẫn nộ dễ thất lễ. Phẫn nộ bắt đầu từ tâm, nếu không kiềm chế thì ngay sau đó con người rất dễ nói những lời gay gắt cho hả giận hay động chân động tay với người khác. Điều này sẽ khiến người ấy quên cả lễ nghĩa trên dưới trước sau. Cho nên cách tốt nhất là giải quyết tận gốc, hãy khống chế ngọn lửa giận dữ. Giận quá mất khôn, con người cần có tôn ti trật tự mới có thể chung sống hòa thuận với nhau. Tôn ti trật tự ấy gọi là lễ. Ngày nay chúng ta ít nhiều có thể nghe thấy những câu chuyện người dưới vì giận dữ mà tự cho mình cái quyền thất lễ với bậc bề trên. Như con cái cãi lại hay quát nạt cha mẹ thay vì kiềm chế bản thân, tìm khi thích hợp ôn tồn giải bày cùng cha mẹ. Hay vợ chồng sừng sổ cãi nhau, vợ không giữ phận của vợ, chồng cũng ỷ phận làm chồng mà quên đi cách dung hòa và lèo lái con thuyền hạnh phúc gia đình. Đến khi lửa giận nguôi ngoai mới hối tiếc vì những lời nói ra và những việc đã làm. 5.
thất kinh dễ mất tâm thái. Người bình thường có thể giữ được mặt không biến sắc, dẫu núi Thái Sơn lở ngay trên đầu là điều rất khó. Nhưng khi Tào Tháo và Lưu Bị đàm luận chuyện phân chia thiên hạ, anh hùng Lưu Bị cũng thất kinh mà đánh rơi một chiếc đũa. Bậc đại đức như Lưu Bị còn như vậy, huống hồ là người bình thường chúng ta. Những khi quá đỗi kinh sợ, chúng ta không còn giữ được tâm thái bình thản và trí tuệ sáng suốt. Trong lòng nhiều lo lắng thì tâm thường sợ hãi. Nếu có thể học cách sống thuận theo tự nhiên, coi nhẹ chuyện danh, lợi, được mất, trên thế gian thì lo âu chẳng còn. Dẫu xảy ra những chuyện kinh thiên động địa, vẫn có thể đối diện một cách thản nhiên. 6. Quá buồn đau, vẻ mặt dễ sinh dầu dĩ. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng buồn chán chiếm hữu trái tim con người, thì nỗi buồn ấy không chỉ lan tỏa ra vạn vật xung quanh, mà còn hiển hiện ngay trên nét mặt ủ ê. Cuộc sống có 10 phần thì đến 8-9 phần không như ý, bởi lẽ chuyện vui của người khác có thể lại là nỗi buồn của người khác. Vậy nên khi phải đối mặt với những nỗi bi ai, buồn thương, hãy tìm cách giải tỏa chúng, đừng kìm nén trong lòng. Bạn có thể trốn vào một góc chỉ có riêng mình và khóc một trận thỏa thích cho vơi đi cõi lòng. Nhưng cũng cần nhìn rộng hơn, kịp thời tiết chế nỗi buồn thương, thích nghi với hoàn cảnh mới và luôn hướng về phía trước. Đừng để bản thân mình mãi chìm đắm, hãy thử thay đổi góc nhìn mới xem sao. Biết đâu chuyện không vừa ý hôm nay lại là một bước ngoặt, một ngã rẽ, một dấu ấn trong tương lai. Như tuyết lạnh khiến những bông hoa mai xinh đẹp và rạng rỡ hơn, đêm đen khiến bình minh ấm áp và giàu sức sống hơn. 7. Vui quá dễ mất cảnh giác. Khi đang cao hứng, con người rất dễ cảm thấy mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Vậy nên lúc này, khả năng phân biệt không còn nhạy bén như trước. Tư duy logic cũng sẽ mờ nhạt và mất đi năng lực quan sát. Chúng ta cần nhớ rằng, chẳng ai có thể cười cả ngày từ sáng đến tối. Hoa đẹp đến mấy, rồi cũng sẽ úa tàn. Vinh quang đến đâu, rồi cũng có người khác thay thế. Tình cảm nồng đượm, nhường nào, khi mà con người cũng sẽ phải chia xa, âm dương cách biệt. Khi ấy chúng ta có thể nhớ câu, mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Khi tâm trạng lắng lại, có thể trầm tĩnh đối diện với mọi chuyện, chúng ta sẽ có khả năng quan sát tinh tường hơn. 8. Quá sợ hãi dễ thất thiết. Phàm là con người, ai nấy đều lo lắng, sợ hãi danh, lợi, tình của bản thân sẽ bị tổn hại. Nên khi đứng trước những cám dỗ hoặc sự đe dọa, họ có thể sinh ra khiếp sợ mà khom lưng cúi đầu, khuất phục trước cường quyền và lợi ích vật chất. Những người có chuẩn mực đạo đức và cảnh giới tinh thần cao thường biết cách coi nhẹ điều này. Họ hiểu rằng dù cho giàu có tới đâu cũng như nước chảy qua cầu tràn đi. Tiền tài hư vinh và ái tình chỉ gói gọn trong một đời mà thôi. Con người đến cõi thế gian này chỉ với hai bàn tay trắng, thì khi ra đi cũng vẫn là hai bàn tay trắng ấy thôi. Điều họ coi trọng là đạo lý làm người. Vậy nên không điều gì có thể khiến những con người này phải khiếp sợ. Đứng trước cám dỗ, họ vẫn có thể giữ gìn lễ tiết của mình. 9. Lo nghĩ nhiều, dễ mất đi tình yêu. Với không ít người, tình yêu đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Đôi khi bạn không hiểu mình đã làm gì khiến người ấy cất bước rời đi. Lo nghĩ nhiều cũng là một trong các nguyên nhân ấy. Hai người có duyên mới yêu nhau, có phận mới thành vợ thành chồng. Điều đó trên bề mặt có vẻ là kết quả của ý muốn hay sự lựa chọn của chúng ta. Kỳ thực không phải vậy. Con người trải qua muôn vàn kiếp luân hồi, ân ái, oán ân của đời trước đã kết bao nhiêu mối chúng ta không còn nhớ nữa. Nhưng sợi dây duyên đó sẽ xuyên suốt và theo chúng ta mãi tới tận kiếp này. Vậy nên vạn sự cứ để tùy duyên. Bạn lo trước tính sau, suy nghĩ quá phức tạp chỉ khiến tình cảm đôi bên nhạt nhòa, sớm ngày cách xa. Đã có duyên gặp mặt thì cứ đối xử với nhau bằng trái tim chân thành. Đừng e ngại khi phải cho đi. Đừng mong cầu người ấy sẽ đền đáp lại tình cảm của bạn như bạn mong muốn.
Dẫu bạn cho đi một tấm chân tình nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, chỉ là sự hờ hững hay bội bạc thì cũng chớ phiền lòng. Bởi lẽ nếu là duyên nợ kiếp trước thì trả sớm cho người, âu cũng là một sự giải ân oán của đôi bên. Tình cảm chân thành của bạn dẫu không được đáp lại cũng giúp bạn gieo những hạt giống hạnh phúc trong tương lai. 10. Rượu quá chén dễ mất đức. Rượu nhâm nhi có thể khiến tâm tình hứng khởi, người gần người hơn, tâm hồn gắn kết hơn. Nhưng quá chén đến mức say mềm, vừa dễ tổn hại tới thân thể, lại mất đức. Bởi lẽ rượu vào thì lời ra, ban đầu chỉ là những lời tâm tình, trêu đùa tếu táo cho vui, nhưng nói dai lại thành nói dại. Khi quá chén, đầu óc thường không thanh tỉnh, khí thế bừng bừng, coi trời bằng vung. Những lúc như vậy khó tránh khỏi những lời càn quấy, lời nói ra như mũi tên đã phóng, chẳng thể thu lại. Quá chén cũng thường có những hành vi vượt quá chuẩn mực, nó có thể khiến lòng người tổn thương và tình cảm phai nhạt, thậm chí rạn nứt, mà người yêu sinh nên phúc, người ghét sinh ra họa. Khi làm tổn hại đến người khác thì người ấy sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Dẫu muốn hay không thì họ cũng sẽ bị tiêu giảm phúc khí.